Chào thăm xíu cô. Chiếc xe cô cầm rồi hả? Dạ. Xe cô cầm rồi hả? Nó mất cỡ à. Mất cỡ gì? Mở cắt đi. Chiếc xe là xe gì? Xe lắp. Chiếc xe lắp. À, bây giờ làm từ thiện phải cầm xe dữ vậy? À, là mới mua cái trà là cô ấy hả? Đem xuống hả? Dạ, mới trả tiền cắt cây đó. Dạ, mà thỉnh thoảng hai vợ chồng có hay gặp cho trường hợp giống vậy không? Gặp hoài gì? Cầm hoài gì? Cầm hoài luôn hả? Cao Anh Trung Vlog, cuộc sống người dân Việt. À, thưa quý vị và các bạn, hôm nay Trung quay lại nhà của chú Nam, một người mà từ việc mà mua bán ve chai á quý vị, rồi kiếm từng đồng từng cắt từng ve chai, rồi làm những cái hòm từ thiện cho những hoàn cảnh khó khăn á, và hôm nay Trung quay lại đây để tiếp tục mà cập nhật tình hình cho con xem nha. Kia là chiếc xe mà mỗi ngày như vậy chú đều chở những trái cây từ thiện, và từ đó là chú cũng tự bỏ tiền ra khi mà có những cái ai đó quý vị, có những bà con nào á mà kêu là có trái cây từ thiện là chú qua chợ để mà phân phát lại cho những người khác. Đây là con đường ra phía sau là trại hồn của chú nha. Đây giống của mình đó thì nó nghe là đóng mình giống, rồi có triệu ngoài hả con ơi? Triệu ngoài thôi, vốn triệu ngoài thôi, rất là rẻ. Chung rất là rẻ, nhưng mà nếu mà bán đi là bán mắc à? Mắc lắm á. Chứ mình không có cái như nghệ tỷ bây giờ con quen nghệ tỷ, bạn bè của con, gia đình khổ sở. Alo chú Nam, sẵn trở lại là không có nhận tiền. Đó. Cho là không có nhận tiền. Cái gì cô? Trà. Trà mới lấy vậy hả? Trà xong rồi chú. Trà này trà để bỏ. Để liệm nè. Em chắc chỗ nào? Em để đóng vô đó đi, rồi anh về anh sắp anh còn công chuyện chút anh còn đi rồi luôn. Chỉ là ngoài cho hờn mà còn hỗ trợ liệm luôn. Liệm luôn, đọc thì đi liệm luôn. À, chú nói với con là chú trở lại, người ta không có người liệm, chú lại liệm. Không có nói giá gì trơn á, mà anh em đạo tì đó, gia đình ta hỗ trợ cho 500, 300 gì đó là anh em ta chia ra. Dạ. Chứ còn hoàng chú là chú trở lại là chú không có nhận tiền. Hồi xưa mà người ta mà bị vậy đó, mình là chôn theo combo là khoảng rẻ nhất là 15 triệu. Hồi xưa khoảng là nhỏ. Không, bây giờ luôn, con nói bây giờ luôn. Bây giờ con cho, bây giờ là con cho một cái hàng chọn gói. Dạ. Chọn gói con lại chọn gói gặp nhặt lễ rồi này nọ không mất 18 triệu. Dạ. À, bây giờ là không mất 18 triệu mà đây chú không có chọn gói, hồi nào giờ là chú cho là không có chọn. Dạ. Cho là coi như mình đem được tới nhà ta luôn. Xe từ thiện của mình trở lại là mình cho luôn mà. Dạ. Không có nhận tiền ai hết. Đó. Tại nếu mà chú Nam mà bán thì nghĩ là bây giờ chắc cũng giàu to rồi không? Nếu chú Nam bán, thì... nếu chú Nam chịu bán. Dạ. Là người ta lại lấy lại chục cái vậy đó. Dạ. Là chú có tiền. Mà chú không có bán, dứt khoát là không bán ai hết. Đã. Nếu ở tỷ đồng đạo, bây giờ người ta mắc, điện chú trả là chú cho, chứ không bán. 1.110 triệu chú cũng không bán nữa. Mà lúc nào cũng có sẵn hết chứ. Có hết, có sẵn, đều có sẵn là hàng có đầy đủ hết. Dạ. Mà có cái là mình cũng như là chú hay nghẹt là nghẹt, có cái là mình để đi mua cây hàng ngày. Nhiều khi một điểm cây mình mua mười mấy 20 triệu rồi điện chuyển rồi này nọ. Vậy tỷ mua vậy đó mình đóng được 20 mấy cái 30 cái. Đó là nó vậy là nó rẻ hơn cái mà mình đi mua một cái hàng. Rồi cô Văn cổ cũng mới cho 10 cái hàng mà bên bển đó. Đâu có mà hơn được cái hàng mình đóng tại mình. Cô Văn là cũng người thường hay cũng có hỗ trợ chú thêm chú hả? Có, cũng lâu cũng có. Cô Văn cổ cho mới cho được 10 cái hàng bên Mò Nâu đó. Dạ. Cái hồi đó là nó nghe cũng nhờ cổ, cũng là cho hàng ngày cũng như cái mùa dịch đó. Yeah. Là cổ cho cũng nhiều rồi nghe, cho là 20 cái 15 cái cho hết trơn rồi mình sạch sẽ rồi cổ mùa dịch cái cổ không có công ăn việc làm. Yeah. Bị chuyện đứng lại là cổ mới ngưng. Yeah. Bây giờ cổ mới cho lại được 10 cái. Yeah. Cái này gọi là một cái hàng. Một cái hàng. Mà cái hàng này là chú nói cho con nghe, con quay qua con dòm. Đây là nam. Yeah. Là gọng à. Gọng là nam. Là nữ, là nữ là con này phụng. Nữ là phụng mà phụng đó, nữ là phụng. Dạ. Đó là mình làm riêng biệt cái này hết. Mới lấy về không chú ha, cái này mới lấy về. Dạ.
Đó, là bây giờ mình lấy về mình để không có tiền mình cũng phải đi thế này làm hàng của người dân Khmer dân tộc là dạ. Chùa Bạc Lớn bán 4 triệu một cái dạ. Là chú thấy hồi đó chú gửi cái chạy hàng chùa lên người dân tộc á nó bán 3,5 triệu không bán dứt khoát không cho không bán người ta rồi chú bây giờ ý nguyện của chú là để mua giá để đóng hàng dân tộc cho người ta luôn đó. Đây này làm qua văn là cái này là của cô Yên Bình. Yên Bình tặng cho 10 bộ qua văn người dân tộc của trại hàng Phúc Hậu nè. Tin là con biết ông mua 10 bộ là 1,8 triệu. Dạ. Là cái qua văn này nè ha. Qua văn này. Đó là mình mua thì cổ cho. Dạ. Cổ lại cổ nói cũng như là thôi chú làm từ thiện cũng cho. Mình ở đây là cho không cho không có bán. Dạ. Lên trước cái chỗ nói tiện hỏi thăm chú này cái. Đây là những cái bao trà đó. Hai chồng làm liên tục như vậy hả? Liên tục luôn là không có thời gian rảnh. Rồi đi qua bên đây quay cái hàng của cô dân cổ mới cho. Được cái là không có rảnh tiếp. Khách tới miết hả? Ra vô là dọn miết luôn. Bây là cô Văn mới cho. Cô Văn mới cho hầm. Là cô Văn là người làm hay là nhờ người ta làm? Không, cô Văn mua. Cô xích tiền ra cô mua, cô cho. À, cô mua cho. Trên An Giang tỉnh á. Dạ. Ở chỗ đất á. Dạ. Là cho 10 cái hàng nè. Là để mình cho những người nghèo. À, dạ. À, cái này hàng này thì nó gây ra thì cũng trung bình thôi mà mình bây giờ nó làm cũng được, kể đi người ta cho mình cái gì mình nhận cái đấy. Rồi mình phải sửa sang lại cái mình mới cho người ta. Đúng rồi, tức là chú nhìn thấy cái nào còn khuyết điểm đúng không? Thì chú lắp lại để cho nó hoàn chỉnh ra. Chứ cái đáy này mình không bảo đảm. Cái đáy nó hơi bị yếu. Cái đáy này là nhiều khi bị nước mưa xuống là hư liền. Dạ. Cái này là dùng để thêu hay chôn hả chú? Thêu con. Thêu. Chứ chôn không được. Dạ. Chôn là chỉ hàng mình đóng thôi. Rồi có nhóm bên Đạo Hòa Hảo là trước á. Chỗ đó nó sạc ra chú? Không, chuẩn bị làm lại để cho hố sạc ra. Dạ. Cái nắp này nè, Vinh để ý đi để chạy nóng cái lệnh dẫn ngược lên và mình không có xài được. Mình phải bắt buộc phải lật lại, nó dẫn ngược. Dạ. Cái công cũng như cái chuồng vậy đó, rồi con để cho nó khích được. À, dạ. Còn dạ. Bên mình thì nó có cái lèo. Kiểu này giãn đỡ bị nhiệt đó. Cái bị nhiệt nó dẫn lên, còn của mình thì nó không bị dẫn. Đó, có hai vợ chồng con thấy không? À, giác vô thấy thương như trời, thấy chưa? Đó. Dạ, khỏi về đó. Dạ. Nó xe đó là xe của chú đó. Dạ, ngồi ghế nói chuyện với chú. Cái kia là cái xe mà chú mới trở về này nha. Đó. Ở đâu cũng vậy hết, xin là ở đây mình chở là tới chỗ mình cho. Chứ không có mà nói là chờ hẹn. Nó hẹn, không có hẹn. Ở đây là giật mình nửa đêm nữa không? Nửa đêm nữa không là cũng đi nha. Đi hết trơn, không có hứa. Không có mà nói ờ trời ơi, để sáng nha, gì không có. Có trường hợp người mà kiểu người nhìn khá giả bên ngoài, tôi xin ông chú. À, không thấy là không có khá gia biết rằng ta sang trọng chứ cũng như là ta xin giùm thôi. Chứ mình không có nói là dù bây giờ ta xin là mình cho thôi chứ đừng nói là khá giả hay không. Dạ. Yêu cầu xin là nói là chú Nam cho cái hàng chỗ đó là chú Nam cho thôi chứ ngoài ra là không có mà xin. Dạ. Không có nói rồi trời cô giàu muốn chết cô lại tôi xin hàng tôi không có vụ đó đâu. Cái này là không có vụ mà tình trạng mà mình trả lời với câu mà phủ phàng với người ta. Xin là mình phải cho, xin là cho thôi. Dạ. Đó. Chứ lúc nửa đêm cũng đi đúng không? À, hai vợ chồng tối nha. Đây qua bên kia nè. À, giác ở kìa. Con nghe nói là chiếc xe của mình đi đi cầm á. Ờ, bỏ mấy cầm chiếc xe 6 triệu bạc đó đi trả tiền đầu nữa. Không đủ tiền hả chú? Không đủ thôi. Rồi bây giờ rồi cầm như vậy là không có tiền nữa là sao chú? Không có tiền mình để hoài chứ đóng lại cho người ta. Mình làm thì mình xây qua mình kiếm tiền mình chuột không có thì mình để nữa. Chiếc xe của cô ạ? À? À, xe chiếc Alex của bả đó, mới cầm hồi nãy rồi. Thu nhập của chú là chú đi mua da chai. Chú mua điện thoại rồi này nọ hư đó. Rồi bây giờ á mùa dịch này bây giờ á hàng gương người ta xin quá rồi không có rồi chú phải đi chạy vô trong đồng trong quê đi kiếm cây.
hết mua cây đồ này nọ rồi mới về xã được từ cái tấm dáng. Từ tấm dáng rồi mình mới đóng được một cái hàng là mình đi dành mình cho anh ta. Dạ. Chứ không phải là mình nói là chú thì cũng ham đi mua bán lắm. Bây giờ cái ham mua bán bây giờ người ta xin thì không có hàng rồi làm sao chú cho người ta được. Bắt buộc hai vợ chồng phải ở nhà đóng từ cái hàng, đóng tại tay luôn. Đó cái này người ta mới cho được cái máy nè. Cái máy gập nữa nè. Là chú đi mua móc đi mua cái bằng máy tay đó lật ngược lên làm máy gập đó. Che lại nó để làm. Dạ. Cho mình làm cái bây giờ mình làm cái từ thiện mà hỏi con cái mỗi cái mình lên chú thì hồi nãy giờ đâu biết lên cộng đồng mạng mà xin cái gì đâu. Nhưng mà chú làm mà chú làm như vậy bây giờ không có tiền cái chú dùng tiền nhà chú như vậy thấy có không có buồn. Chú dán vui bây giờ cả nào cũng là làm đó, mình phải làm cho có hàng cho người ta. Nếu mà mình đã mở cái chạy hàng từ thiện mà mình làm mà coi như không có đó, người ta cười mình chết. Lợi sinh không có là như cô có buồn chú không? Hả? Cô có buồn không? Bà xã thì cũng đồng lòng với đồng lòng luôn hả? À, hai vợ chồng thì nói nghe giấy liệt mua cái miếng đất góp đây nè. Dạ. Xây qua có ý nguyện bà cũng có cái tâm. Nói thôi bà hồi đó thì bà cha bà không có đồng ý cho làm cái chạy hàng tại nhà trước nhà. Rồi bà nói thôi bây giờ ông làm gì rồi thôi đi vợ chồng làm thì cho làm luôn tới ngoài trước ngày đó chứ ngoài ra là hồi nào giờ đâu có cho đâu. Dạ thăm xíu cô. Chiếc xe cô cầm mà hả? Dạ. Xe cô cầm mà hả? Nó mắc cỡ à. Mắc cỡ gì? Mở cắt đi. Chiếc xe là xe gì? Xe lắp. Chiếc xe lắp. À, bây giờ làm từ thiện phải cầm xe dữ vậy? Dạ, mua quá chân. À là mới mua cái trà là cô ấy hả? Đem chú hả? Mua trà rồi mới trả tiền cắt cây đó. Dạ, mà thỉnh thoảng hai vợ chồng có hay gặp cho trường hợp giống vậy không? Gặp hoài gì? Cầm hoài gì? Cầm hoài luôn hả? Cộng như cơm bữa rồi ở đâu có bà độ có tiền mắc cỡ lắm mắc cỡ à, bà hiền quá trời hiền luôn à nhìn bà hiền à, hai à, chồng dạ mình làm cái gì mình làm ai kêu mình làm cái gì mình làm lấy thôi chứ ngoài ra là mình không có mà nghĩ rồi nói là kêu chú lại làm rồi chú hỏi con trả chú ngại nhiêu không có giá không có nói nha lại làm rồi tiếp chú hứa tiếp cho con là tiếp làm khi nào hoàn thành rồi là nghỉ. Cũng như nhiều khi chiếc xe từ thiện mình ở đây người ta bán cho mình bán thiếu chú dám mua bán thiếu dám mua đồng đạo đi là dứt khoát không có nhận tiền đồng bạc nào của ai hết chỉ đổ xăng vô với tài xế nó chạy xa đó cho 500.000 với đổ xăng 1 triệu nữa rồi đi làm cầu xong rồi chạy về đó mình chỉ làm vậy thôi chứ ngoài ra là không có dính líu gì ví dụ mà chị em đồng đạo rồi này nọ đưa tôi người 150-200 không có hồi nào giờ chú đó giờ như con hay tỷ con đi muốn đi du lịch Châu Đốc rồi này nọ chú Nam ơi lấy xe đi ở đây chú sẵn sàng bên kia có xe 16 chỗ à dở xuống bác tử không có cho hai ra phải đi cầm ồ vậy hả phải cầm gối luôn chứ hôm qua chú không có trà chú tính mượn cả 53 kia là 16 chỗ chú cho dành cho những người đi chùa này nọ đó mà người đi đó, ba hứa hoài mình đặt ra mình có đồ là mình để mình cho nữa đâu chứ mình nhiều khi lắm lúc cho con phải cho người ta đủ như bây giờ bữa nay dù bây giờ con người ta mất mình phải cho là 3 lớp cao su sáng cho hoặc là sáng theo mình phải cho người ta 3 lớp cho nó kỹ chứ coi mình đem 1 lớp cao su mình cho mình sao mà liệm được không cho liệm là được. Phải có tâm thêm nữa đó không quý vị phải có thêm cái tâm nữa hả à, đây là chiếc xe chú mới vừa trở về lấy hàng đồ trở về đây là những đồ mà để mà dùng cho việc mà liệm này nọ dạ à, tháo tầng bao cái mối này hay lấy cô hả dạ nó ở thành phố á dạ để họ giới thiệu rồi có số điện thoại rồi mình điện rồi mình kêu nó gỡ xuống dạ hai vợ chồng của chú Nam có thể nói là rất là có tâm luôn giúp bà con giúp bằng cái tấm lòng làm hết mình đúng không quý vị? Đó là một trong những cái nhân vật mà chung là sau khi
tìm hiểu và cũng tiếp cận, tiếp xúc và nói chuyện, và cũng nhìn thấy những hành động của chú, cả hai chồng Trung rất là khâm phục luôn đó. Chiếc xe từ thiện. Hôm nay ghé nhà chú Nam thì Trung cũng cập nhật cho bà con biết cái tình hình như vậy bà con nha. Lúc mà chú hiện tại cũng đang vô dán là không có tiền để mà làm đúng đó. Mẹ thấy là chở đám cây quá mây. Chú nói coi là cái đám cây đó xả được rồi, đám chừng khoảng 70 cái hàng. Bây giờ nó cưa ra, nó cưa một lóng này bị ba cây đinh. Cưa thêm một là một miếng nữa. Bị ba cây đinh rồi nó không dám cưa, bây giờ nó nói là nó không cưa. Ở đâu mà bị đinh xong cái hết dám luôn. Hết dám, hết không dám cưa nữa. Bây giờ nó hỏi bây giờ ông chuyển đám cây đi đâu đi, bây giờ mình chuyển cái tốn mấy triệu nữa. Dạ. Yeah. Bây giờ để coi coi phương hướng nó năng nghỉ chiếc chẹt coi nó cưa không. Không cưa nữa là coi như là cưa đó cưa củi luôn chứ làm quá tiền đinh rồi chung ơi. Dạ. Yeah. Đinh quá tiền đinh luôn. Dạ. Yeah. Một tấm dáng gì mà cưa 3-4 cây đinh, 3-4 cây đinh không. Mà yeah. Đinh mà phải đinh gì nhỏ đâu, đinh một tấc đó. Nó cưa bỏ xuống năm hăng vậy nè. Xuống năm hăng mà cũng vẫn còn đinh. Mới chết luôn. Thôi giờ anh em mình đi qua anh Bảnh đi. Nha. Đi qua anh Bảnh ra mình về cái gì đó rồi giải quyết rồi tôi. Thôi con gửi cái này chú cái nè. Con có chút quà gửi chú nè. Đây có một mạnh thường quân ta gửi á. Con gửi chú 1 triệu nha. Để chú phụ nào đó vô cái phần mà đóng góp để mà giúp bà con mình việc mà làm hòm cho bà con. Dạ. Dạ. Bà con rồi đồng đạo gửi liệu tiếp tay mua qua dân với trà rồi. Dạ phải có những người như chú thì mới đỡ bà con nghèo đỡ khổ chú ơi nha. Yeah.